Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những năm gần đây, thiếu tướng Đinh Văn Nơi là người được dư luận đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi những phát ngôn đanh thép, quan điểm làm việc đúng đắn mà trên thực tế, ông đã chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án lớn quy mô khủng có tính chất nghiêm trọng tại hai tỉnh An Giang và Quảng Ninh trong thời gian ông nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh. Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị những chia sẻ hết sức chân thật từ thiếu tướng Đinh Văn nơi khi nói về những áp lực công việc cho đến tình cảm của nhân dân hai tỉnh và gia đình nhỏ của riêng ông. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chính thức được Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Trước khi làm giám đốc công an tỉnh An Giang vào tháng 6 năm 2020, ông là phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Đến cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an tiếp tục điều động ông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Điều đặc biệt ở ông là vừa có sự chân thành, ấm áp của người miền Tây, nhưng cũng là người chỉ huy hết sức quyết liệt trong công việc. Trong bài viết với tiêu đề Thiếu tướng Đinh Văn nơi, cán bộ đi luân chuyển thì phải rèn luyện, phấn đấu chứ không phải đi học việc, đăng tải trên báo An ninh thế giới, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chia sẻ về những áp lực mà ông gặp phải khi là người chỉ huy và trực tiếp chỉ đạo một loạt vụ án lớn. Ông nói: "Khi làm việc, tôi suy nghĩ đơn giản thôi. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đối với các vụ án lớn, có ban chuyên án luôn sát cánh với mình là người thủ trưởng đơn vị. Trong quá trình đấu tranh với các vụ án, phải có sự bàn bạc công khai, dân chủ, có sự đánh giá rất rõ ràng đường đi nước bước của ban chuyên án làm sao để đạt được yêu cầu." một số vụ án lớn có hai vấn đề phải đạt được. Một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên, hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng công an, quyết tâm cao, không chùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế, nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng công an phải làm triệt đề. Đồng chí Tổng Bí Thư và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai sai là phải xử lý lời nói của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã phát ra đó là mệnh lệnh mình là chiến sĩ trong lực lượng công an thì mình phải thực hiện làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh quyết đoán của người chỉ huy khi đã phá án là phải làm triệt để. Ví dụ như thời điểm phá án buôn lậu 51 kg vàng do bà trùm 10 tường cầm đầu, có đối tượng trốn sang nước ngoài, nếu lúc đó công an không nhanh thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa. Thời điểm đó, dịch COVID-19 nên công tác truy vết, truy bắt hết sức khó khăn. Mặt khác, yêu cầu đối nội đối ngoại với nước bạn càng phải thận trọng và tuân thủ pháp luật của hai nước. Không những vậy, thực tế hiện nay, nhiều tội phạm cũng có những mối quan hệ rộng. Chuyện can thiệp để thay đổi kết quả điều tra là những cám dỗ mà người đứng đầu nào cũng có thể gặp phải. Nói về vấn đề này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, với tôi, dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì, tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm đó là quan điểm của đảng quan điểm của ngành công an thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn khó khăn hay không là do bản thân tôi có quyết tâm dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không thôi thời gian qua vụ án do thiếu tướng đinh văn nơi chỉ đạo phá án liên quan tới cựu thiếu tướng đỗ hữu ca trước đây từng là đồng đội của ông đã khiến dư luận không khỏi xôn xao thiếu tướng đinh văn nơi tâm sự với các vụ án có liên quan tới cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao cho mình phải làm quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh anh có dám xử lý hay không nếu anh dám xử lý thì anh phải kiên quyết nếu không xử lý nghiêm rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tình được cả vùng cảnh tỉnh nhiều người vì vậy những người vi phạm dù bất cứ vị trí nào cũng phải bị xử lý thôi còn nhớ trước đó, trong buổi phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi quyết tâm phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng, xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua. Đến nay, những vụ án bị ông phanh phui đã phần nào minh chứng cho những gì ông nói. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ làm giám đốc công an tỉnh An Giang, người dân biết đến ông Đinh Văn Nơi không chỉ qua những phát ngôn chỉ đạo về đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà cũng là người đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để người dân gọi khi cần. Điều này cũng giúp ích cho công việc khi ông chuyển công tác từ Nam ra Bắc. Những khác biệt khi chuyển công tác từ Nam ra Bắc Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, nói đến vấn đề số điện thoại cá nhân công khai làm đường dây nóng là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, bộ công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc thiếu tướng đinh văn nơi cho hay khi một mình đến đó anh không có bà con họ hàng nếu không được cán bộ và nhân dân địa phương ủng hộ thì anh rất khó hoàn thành nhiệm vụ việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng ở đây tôi không có áp lực gì tuy nhiên khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không. Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển. Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng phải cần có thời gian, nhưng ở đây mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế này. Qua đó cũng là một kênh nắm thông tin, giám sát cán bộ Ví dụ như ở huyện A, có tình hình hoạt động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo nhưng tôi đã biết, đó là mình chủ động chứ không thể để mình rơi vào thế bị động. Và nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh. Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu, chứ không phải đi học việc, và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu làm việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vào vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá, người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để. Người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi vào vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để cho người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận. Cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giờ đây được luân chuyển ra Bắc, những sự khác biệt là không thể tránh khỏi, nhưng dù ở đâu thì thiếu tướng Đinh Văn Nơi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông chia sẻ, ở công an tỉnh Quảng Ninh cũng như ở tỉnh An Giang những cán bộ công tác tại đây thì người địa phương hầu như rất ít, chủ yếu là người từ nơi khác tới. Tôi thường ví von rằng nếu như vùng đất là một tổ chim thì có rất nhiều con chim từ các hướng, từ các nơi bay về để hội tụ, nên tôi không gặp khó khăn mấy về sự khác biệt văn hóa, vì khi đã luân chuyển cán bộ ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành. Hơn nữa, tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội, đã quen với gian khổ, rèn luyện vất vả rồi, nên thế nào tôi cũng đáp ứng được bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn vất vả biên giới vùng sâu vùng xa nơi mà đồng bào có lúc có nơi trình độ nhận thức còn hạn chế chưa hiểu được hết chủ trương của đảng nhà nước chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung lực lượng công an nói riêng thì tôi muốn đến đó giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo quan điểm của đảng nhà nước của lực lượng công an từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ người dân đó là những việc giúp tôi trưởng thành, tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu rèn luyện. Trong An Giang, đời sống người dân cơ bản còn nhiều khó khăn, ở Quảng Ninh thì đời sống kinh tế của nhân dân tốt hơn, mức sống của người dân Quảng Ninh cao hơn nên vấn đề phát sinh tội phạm lặt vặt là ít. Ở một môi trường xã hội phát triển kinh tế cũng là cơ hội phát sinh tội phạm. Mỗi môi trường sẽ có một loại tội phạm đặc thù khác nhau. Người chỉ huy thì ở đâu cũng là rèn luyện nên An Giang hay Quảng Ninh thì với tôi cũng không gặp khó khăn gì. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mặc dù không ở địa bàn An Giang nữa, nhưng việc tặng quà và quan tâm của ông khiến cho bà con rất phấn khởi. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói, bà con ở đâu cũng là bà con của mình, đừng có nghĩ rằng ở An Giang thì khác Quảng Ninh, đừng có nghĩ rằng vùng này, miền kia, thế nên đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào. Một món quà Tết rất nhỏ, Tuy nó không giải quyết được một cái tết cho người dân, nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình, nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ công an nhân dân phải có trong quá trình làm việc. Tôi luôn nghĩ rằng người dân thương mình mới động viên mình, không thương sẽ không động viên. Bởi người dân mình rất rõ ràng và minh bạch, tức là anh có công thì người dân ghi nhận. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết. Đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm trưởng công an huyện, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, giám đốc công an tỉnh An Giang và bây giờ là về Quảng Ninh công tác là phải luôn dựa vào dân. Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì mình phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mình mới làm việc với địa phương. Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân là mô hình rất hay, nó rất thật, nhưng quan trọng là người lãnh đạo chỉ huy có tổ chức thật hay không. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng lúc nào còn được làm thì phải phục vụ tốt người dân. Tôi biết mình được người dân quý mặc dù luôn phải ra nhà và thường xuyên đi công tác nhưng thiếu tướng Đinh Văn Nơi vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình và có cách thể hiện tình cảm riêng những người thân trong gia đình luôn luôn tự hào và thấu hiểu cho thiếu tướng để ông có thể yên tâm làm việc gia đình nhỏ của riêng thiếu tướng Đinh Văn Nơi thiếu tướng Đinh Văn Nơi trong công việc và ngoài cuộc sống đều có nguyên tắc riêng thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ nguyên tắc trong gia đình tôi là không can thiệp vào chuyện công việc của nhau tất cả những công việc liên quan đến đơn vị gia đình tôi không bao giờ biết nên các đối tượng mà có tiếp cận gia đình tôi thì cũng bằng không thôi vì người thân của tôi chẳng biết gì về công việc của tôi cũng chẳng có ý kiến gì rằng anh phải làm thế này anh phải thế kia các con tôi đều học trong nước nhưng hai cháu học rất tốt đó là điều tôi rất yên tâm về gia đình vợ tôi cũng công tác trong ngành cha tôi từng là bộ đội gia đình hai bên đều là đảng viên nên đều hiểu công tác công Công an hiểu được đặc thù của ngành công an. Khi nhận công tác ở Quảng Ninh, không chỉ tôi mà cả gia đình cũng cảm thấy tự hào rằng người thân của mình được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm tin cậy. Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, bà cũng rất tự hào, rất vui vẻ khi con được điều động ra Bắc để đảm nhiệm công tác. Đó là niềm tự hào rất lớn đối với gia đình, từ đó tôi luôn tâm niệm cần phải giữ gìn và trân trọng ở xa thì sẽ có cách chăm lo cho gia đình không giống khi mình ở nhà. Cách chia sẻ động viên quan tâm lo lắng cho gia đình cũng phải có cách chia sẻ động viên quan tâm phù hợp. Có khi lâu lâu được về gặp mẹ, gặp vợ, con, cùng với một bữa cơm, mình hát tặng mẹ một bài thì mẹ cũng cảm thấy ấm áp rằng con trai đi xa như thế nhưng vẫn nhớ về mẹ. Bà xã cũng thế, chia sẻ chút chút thế cho không khí gia đình ấm áp, vui vẻ với cương vị là người đứng đầu công an của một tỉnh và dù có ở An Giang hay Quảng Ninh thì thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình không hề nề hà khó khăn hay bất kể đối tượng phạm tội là ai từng giữ chức vụ gì từ đó tạo niềm tin và sự ủng hộ rất lớn trong lòng nhân dân về công cuộc bảo vệ bình yên cho xã hội không chỉ là người quyết liệt trong công việc ông còn là người giàu tình nhân ái sống tình nghĩa với bà con nhân dân và gia đình quý vị có bình luận gì về những trải lòng của thiếu tướng đinh văn nơi xin hãy để lại quan điểm của bạn bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại